Xin mến chào quý cô chú bác anh chị gần xa đang xem kênh ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang có tiếp tục quay trở lại với bãi kiển dược với rừng mai của chị Mạnh ở xã Tân Thiền, cho đất Bến Tre nha quý cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong thời gian qua đã ủng hộ kênh cũng như là đã ủng hộ cho chị Mạnh khá là nhiều nha quý cô chú. Dạ, chúc quý cô chú anh chị sẽ tìm được cho mình một cây mai ưng ý đẹp để vào một ngày Tết nha quý cô chú. Bây giờ mình vào gặp chị Mạnh xem phần giới thiệu chi tiết bò báo giá của chị Mạnh nha quý cô chú anh chị. Dạ, chào bà chủ xinh đẹp ơi. Dạ, chào chị. Em xin kính chào tất cả các cô chú yêu thích mai vàng trên cả nước. Em tên Mạnh, ấp Thanh Yên, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0379009424 ạ. Rồi, hôm nay mình giao lưu giống mai gì vậy chị? Dạ, đầu tiên là em xin giao lưu một cặp mai cúc nha. Dạ. Cúc mai 24 đến 36 cánh ạ. Trời. Bữa nào mình đã không số nha chị ha. Dạ. Rồi chiều cao của cặp này là 62 luôn ạ. Cây bên đây là 65 luôn ạ. Tàn ngang là 47 ạ. Cây bên đây là 50 luôn ạ. Cây này được em ghép với mai gốc vườn nha cô chú anh chị. Mã đầu tiên là 22E nha. 22E hả cô chú anh chị, cái mắt ghép nó bự bằng ngón tay luôn nha quý cô chú. Hoành thân thì được 12 luôn nha cô chú. Cây bên đây thì được 10 ạ. Cây này cũng có nụ Tết hết nha quý cô chú anh chị. Loại cúc mai này thì 24 đến 36 cánh nha. Qua lâu tàn lắm nha cô chú anh chị. Mã 22E này em giao lưu với giá là 600 luôn nha cô chú. Em bao ship luôn nha. Tiếp tục là một cặp một cây giả Bến Tre ạ. Giả Bến Tre bao nhiêu cánh rồi chị? Dạ 8 đến 12 cánh ạ. Dạ. Cây đúng vô dây chỉnh sẽ đều tàn hết nha quý cô. Mã 23E nha cô chú. Chiều cao của cây này là 46 luôn nha cô chú. Tàn ngang thì 55 luôn ạ. Tàn nó rất là đều luôn nha cô chú. Rồi cây đế quá đó rồi hả cô chú anh chị? Nụ thì đang chơi Tết nha cô chú. Bộ đế của cây này liền cốt rồi nha. Bộ đế thì rất là đẹp luôn ạ. Dạ, mình giao lưu cây này bao nhiêu hả chị? Dạ, mã 23 em giao lưu giá là 400 luôn ạ. Dạ, chị quên đo cái hoành thân hả? Đi đo trên này. Dạ. Hoành thân ở vị trí này là chính luôn ạ. Dạ. Bộ đế quái luôn nha. Dạ rồi, mình giao lưu bao nhiêu hả chị? Dạ, 400 em bao ship luôn nha cô chú. Dạ, rồi, mình đỡ cây thế với cô chú anh chị. Tiếp tục là một cây giảo Thủ Đức nha. Mã 24 nghe nha cô chú. Chiều cao của cây này là 68 luôn ạ. Tàn ngang là 53 luôn ạ. Được ghép với mai quấn rễ nha cô chú. Còn vô lên thôi cô chú. Không thấy mắc ghép tay nữa cô chú. Đang ôm nụ chơi Tết rất là nhiều luôn ạ. Củ nở luôn nha. Mai này thì em ghép được 4 năm rồi. Có mặt qua 4 năm liền cốt hết trơn rồi nha cô chú. Hoành thân á, là được 8 nha. Dạ. Còn hoành cũ là 16 luôn ạ. Dạ. Mã 24E này cũng xin giao lưu giá là 500 luôn nha cô chú. Dạ, 500k bao ship toàn quốc luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục là một cặp cúc mai nha cô chú. Mã 25E ạ. Chiều cao là 57 luôn ạ. Cây bên đây là 40 ạ. Tàn ngang là 50 luôn nha cô chú. Tàn ngang cây bên đây là 59 luôn ạ. Cúc mai này thì em ghép với mai gốc vườn nha cô chú. Một cây có bộ đế nằm rất là đẹp luôn nha. Hoành thân bên đây là 14 ạ. Cây bên đây là 12 luôn ạ. Cây này cây nào cũng ghép liền hết nha với cô chú anh chị. Mã 25E này em xin giao lưu với giá là 600 luôn nha cô chú. Dạ rồi, 600 một cặp cúc mai 36 cánh nha cô chú anh chị. Tiếp tục là một cây giảo Thủ Đức nha. Được em ghép 4 mùa liền cốt rồi nha cô chú. Chiều cao là 71 luôn ạ. Tàn ngang là 58 luôn ạ. Được em ghép với mai quấn rễ nha cô chú.
có bộ đế nở luôn nha. Liền luôn hết cái chú anh chị. Cây thì đang ôm nụ chơi tết rất là nhiều luôn ạ. Nụ này là chuẩn tết đó ha cô chú. Mình mua cây về xong cái mình xịt thêm chất nụ với lại mình gãi phân lân vô cho nó tạo nụ. Loại này thì em có số lượng rất là nhiều luôn nha cô chú. Mã 26E này em xin vô lưới giá là 500 luôn ạ. Rồi, mình nãy cây nha chị. Tiếp tục là một cây cúc mai luôn nha cô chú. 27E ạ. Chiều cao của cây này là 57 luôn ạ. Tàn ngang là được 68 luôn nha. Cây dáng cũng lắc quá ha cô chú chị. Dáng cũng đẹp nha cô chú. Mã 27 em xin giao lưu là giá 400 luôn nha cô chú. Dạ, liền nó xếp luôn. Dạ, rồi cây cúc mai 27E là 400 nha quý cô chú anh chị. Tiếp tục là một cặp giảo Thủ Đức nha cô chú. 28 nè. Cặp này thì tàn nó rất là đều luôn nha. Chiều cao của cặp này là 65 luôn ạ. Tàn ngang là được 58 luôn nha cô chú. Này đồng thanh đồng khẩu luôn cô chú anh chị. Cây bên đây một cái cây bên đây rất là đẹp luôn nha. Đế nơm đẹp. Đế nơm rất là đẹp luôn ạ. Cái này ghép liền luôn. Mã 28E này cũng xin giao lưu giá là 550 thôi nha cô chú. Dạ, đây là nó đế nở luôn ha cô chú anh chị. 550.000 nha quý cô chú ơi. Một cặp luôn nha. Một cặp thôi nha quý cô chú anh chị. Mã số là 28E. Dạ rồi, mình đổi cây nha quý cô chú anh chị. Tiếp tục là một cặp cúc mai nha. 29E ạ. Chiều cao của cặp cúc mai này là 56 luôn ạ. Cây bên đây là 71 luôn ạ. Rất là cao luôn nha. Tàn ngang là 51 luôn ạ. Cây bên đây là 47 ạ. Được em ghép với mai góc vườn nha cô chú. Em sửa dây hết rồi cho nên là rất là đều tàn luôn nha. Mình về mua về vô chậu một đẹp là mình chơi tết được nha cô chú anh chị. Cây nào cũng liền mắt ghép hết nha cô chú. Bên đây đế nở luôn. Dạ rồi, cặp này mình giao lưu nha. Dạ, mã 29 em xin giao lưu giá là 650 luôn nha. Dạ, 650.000 với cô chú anh chị bao ship toàn quốc cho mình luôn. Tiếp tục là một cây giảo Thủ Đức nha, quấn rễ liền cốt nha cô chú. 30E. Chiều cao của cây này là 60 ạ. Tàn ngang là 79 luôn ạ. Tàn được em sửa dây y như một cây thông luôn nha, rất là đều tròn luôn ạ. Có bộ đế cũng rất là đẹp luôn nha. Hoành là được 11 luôn nha cô chú. Cây đang ôm nụ chơi tết rất là nhiều luôn nha. Mã 30E này cũng xin giao lưu giá là 500 luôn ạ. 500.000 một cây, mã số 30E với cô chú anh chị. Tiếp tục là một cây cúc 36 cánh ạ. 24, 36 cánh đế đẹp luôn nha. Mã 31E nha cô chú. Chiều cao là 68 luôn ạ. Tàn ngang là 67 luôn ạ. Có bộ đế rất là đẹp luôn nha. Đế thành khấu nằm luôn nha cô chú. Mình đo cái hoành này. Hoành là được 16 luôn nha cô chú. Đo cái hoành cũ cho nên. Hoành cũ là được 46 luôn nha. Đế đẹp lắm nha quý cô chú anh chị. Ghép thì liền mắt ghép hết rồi. Mã 31E này cũng xin để giá hữu nghị là 650 nha. Dạ, 650.000 một cây cúc mai đế đẹp luôn nha quý cô chú anh chị. Rồi. Tiếp tục là một cây giảo Thủ Đức ạ. À. Mã 32E ạ. Được em ghép với mai quấn rễ rồi nha. Cái này tàn cũng khá là lớn nha quý cô chú. Chiều cao là 63 ạ. Tàn ngang là 85 luôn ạ. Tàn rất là rộng nha. Cây này cái dáng cũng rất là đẹp luôn, củ nở luôn nha cô chú. Không thấy mắt ghép luôn quý cô chú anh chị ơi. Mã 32E này em xin giao lưu giá là 500 luôn nha. Bộ đế thì rất là đẹp. Mai bóng rễ thì ghép với mai bóng rễ thì cái bộ rễ là lúc nào cũng quái luôn, cũng nhiều dáng theo quý cô chú. Cái này mình giao lưu bao nhiêu chị? Dạ em giao lưu giá là 500 em bao ship luôn nha. Dạ. Giảo Thủ Đức mã 32E nha. Rồi, tiếp tục ở đây, nha, chị.
Tiếp tục là 33E là một cây cúc mai nha cô chú. Bonsai mini để bàn luôn. Chiều cao là 56 luôn ạ. Tàn ngang là 50 luôn ạ. Ồ, dễ quá luôn nha cô chú anh chị. Hoành thân là được 10 nha cô chú. Củ thì khoảng 13 nha. Mình mua một cái chậu đẹp đẹp chứ mình để cho bàn khách thôi cô chú anh chị. Mã 33E này em xin giao lưu giá là 400 thôi nha. Dạ. Em để giá rất hữu nghị, mong cô chú ủng hộ em ạ. Dạ, số điện thoại của em là 0379009424 nha. Lúc nào cũng có để trong phòng mô tả với phần chi đề như quý cô chú anh chị. Tiếp tục là một cây giảo Thủ Đức quấn rễ liền cốt 4 mùa nha cô chú. Mã 34 nha. Chiều cao là 60 ạ. Tàn ngang là 76 luôn ạ. Cây này dáng lông rất là đẹp luôn nha cô chú. Này cũng có đế nha cô chú, đế nở nha cô chú anh chị. Liền mất ghép hết rồi. Thân lắc lượng rất là đẹp luôn ạ. Dạ rồi, cái mã số 34 nha, mình giao lưu là cái gì chị? Dạ em giao lưu giá là 500 luôn nha. Dạ rồi, 500 là bao ship toàn quốc cho mình luôn nha quý cô chú anh chị. Tiếp tục là một cây giảo Thủ Đức 35E ạ. Cũng được em ghép với mai quấn rễ luôn nha. Chiều cao là 60 ạ. Tàn ngang là 70 luôn nha cô chú. Cây này tàn rất là rộng luôn nè. Điều tàn kính tàn luôn nha cô chú. Nụ bộ đế thì cũng đẹp luôn. Này nó che khuất bộ đế à, nhưng mà bộ đế này rất là đẹp luôn nè. Có rù này quá đâu hết cô chú anh chị. Dạ mã 35E em giao lưu giá là 500 luôn nha cô chú. Rồi mình đã cây dùm em nha. Tiếp tục là 36. Tiếp tục là 36E là một cây giả bánh tre nha cô chú. Chiều cao của cây này là 62 luôn ạ. Tràn ngang là 40 luôn ạ. Này được em ghép với mai quấn rễ liền cốt luôn nha cô chú. Đế khá đẹp nha quý cô chú anh chị. Mã 36E này em giao lưu giá là 350 luôn nha. 350.000 nha quý cô chú anh chị. Tiếp tục là một cây Thủ Đức nha. Mã 37E ạ. Chiều cao của cây này là 50 luôn ạ. Tàn ngang là 65 luôn nha. Tàn rất là rộng nha cô chú. Được em ghép với mai gốc vườn nha. Gốc này cũng hơi to nè. Toàn thân là 14 luôn ạ. À, liền luôn nha cô chú anh chị. Mất gỗ là khá là nhiều ha cô chú, là chưa chết. Chuẩn nha cô chú anh chị. Mã 37E này cũng xin để giá hữu nghị là 450 luôn nha. Dạ 450.000 nha cô chú anh chị ơi. Tiếp tục là một cặp cúc mai ạ. Mã 38E ạ. Chiều cao của cặp này là 65 luôn ạ. Tàn ngang là 60 luôn ạ. Cúc mai nha cô chú, cúc 36, 24, 36 cánh nha cô chú. Được em ghép cái mai gốc vườn nha. Hoành thân là được 10 nha cô chú. Khi nào cũng có nụ tết hết nha cô chú anh. Mã 38E này cũng để giá hữu nghị là 600 luôn nha cô chú. Một cặp chỉ có 600 ngàn thôi ạ. Một cặp 600 là bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Dạ rồi, nói cây gì nha. Tiếp tục là một cây giảo Thủ Đức quấn rễ liền cốt nha cô chú. Chiều cao của cây này là 52 luôn ạ. Tàn ngang là 60 luôn ạ. Cây này là mã 39 nha cô chú. Cây này thì có bộ đế rất là đẹp luôn nha. Lúc ôm nụ chơi Tết rất là nhiều luôn ạ. Này đây bộ đế quấn rễ rất là đẹp luôn. Liền thân liền cốt nha cô chú. Mình chơi Tết thì mình chơi cái mặt hàng này rất là đẹp luôn nha. Chơi xong cái mình trồng xuống đất thì nó cây màu lớn nó phát triển lắm nha quý cô chú. Vậy rồi. Tiếp tục là một cây cúc mai mã 40 ạ. Chiều cao của cây cúc mai này là 74 luôn nha.
càng ngang là 75 luôn ạ. À, được em ghép với mai gốc vườn nha. Thân dáng rất là đẹp luôn ạ. À, dáng khung ở đây nó đế với này nó sẽ nuôi cục nuôi cục này hết cô chú. Để mình đo cái hoàng này nè, hoàng ở vị trí này là 17 luôn nha cô chú. Dạ, đang có nút nụ kim hết nha với cô chú anh chị, dáng rất là đẹp luôn nha. Cây này về mình thay ra cái chậu, chậu là đẹp xíu nha chú anh chị, mình để bàn hình nhìn nó tắt. Mã 40E này cũng giao lưu giá là 400 luôn nha cô chú. Tiếp tục là một cây dạo Thủ Đức cuối clip nha, 41E. Chiều cao của cây này là 75 luôn ạ. Tàn ngang là 68 luôn ạ. Tàn rất là rộng nha cô chú. Nụ thì ôm tết, chơi tết rất là nhiều luôn rồi. Đang ôm nụ. Hoành thân là 13 luôn ạ. Do cuối clip nên là cây này em để giá hữu nghị là 500 luôn nha. 41E ạ. Là cuối clip thì em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú trong thời gian qua đã ủng hộ em ạ. À, mong tất cả cô chú là ủng hộ em trong thời gian sắp tới ạ. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ạ. Hẹn quý cô chú anh chị ở những clip sau nha quý cô chú. Mong cô chú anh chị sẽ yêu thương và ủng hộ cho chị Mạnh nha quý cô chú anh chị. Số điện thoại lúc nào cũng có trên phần mô tả với phần tiêu đề hết ạ.